Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defense, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 7 tháng 1, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một thông tin thú vị liên quan tới công nghệ quốc phòng Israel. Mới đây, công ty quốc phòng Rafael, một trong các doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu quốc gia Do Thái, đã đăng tải trên tài khoản Twitter chính thức về việc hệ thống tên lửa phòng không Spider sử dụng tên lửa đất đối không Python 5 và Derby đã được nâng cấp các chiến thuật mới. Theo đó, hệ thống đã được chứng minh là có khả năng chống tên lửa đạn đạo chiến thuật. Chúng tôi tự hào thông báo rằng sản phẩm chủ chốt của chúng tôi trên thị trường xuất khẩu, tên lửa Spider, đã được tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa, ông Pinhas Juman, phó chủ tịch điều hành bộ phận hệ thống phòng không và tên lửa Rafael cho biết. Theo ông này, tính năng phòng thủ tên lửa cực kỳ quan trọng sẽ được cung cấp dưới dạng thủy tròn. Theo mô hình giải pháp được thiết kế riêng cho Spider, khả năng này sẽ được cung cấp như một lựa chọn hiệu quả về chi phí cho các khách hàng có giá trị của chúng tôi với các nhu cầu hoạt động khẩn cấp tương ứng, ông Juman cho hay. Rafael đã khởi động chương trình Spider phòng thủ tên lửa dựa trên việc nghiên cứu, phân tích các bài học từ các cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra liên quan tới việc sử dụng rộng rãi tên lửa đạn đạo chiến thuật. Rất tiếc, Rafael không tiết lộ những hạng mục cải tiến cụ thể và nhất là cự ly tác chiến của Spider trước tên lửa đạn đạo. Thực ra, chuyện sẽ không có gì để nói nhiều nếu như họ không vô tình mà cũng có thể là cố ý lấy hình ảnh về hoạt động diễn tập bắn thử tên lửa Spider ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để minh họa cho tính năng mới của Spider. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì đây là phát bắn đầu tiên của Spider ở Việt Nam sau khi nhận 3 tổ hợp vào năm 2016. Do đó, hầu như không có khả năng phiên bản Spider mà Việt Nam đang sử dụng đã được trang bị tính năng đánh chặn tên lửa đạn đạo. Thay vào đó, việc người Israel cố tình đưa hình ảnh phóng thử Spider ở Việt Nam thay vì ở các quốc gia khác vốn có nhiều hình ảnh còn đẹp hơn thế, ví dụ như Ấn Độ, Georgia, Ethiopia, Cộng hòa Séc, Peru, Singapore thì họ lại chọn Việt Nam để minh họa. Xem ra, có vẻ như họ rất mong Việt Nam sẽ sớm có sự quan tâm tới việc tích hợp thêm tính năng mới cho Spider hoặc là đưa nó vào sự quan tâm khi có biến xảy ra. Theo cách mà lãnh đạo Rafael cho biết, việc tích hợp tính năng này về cơ bản là nâng cấp trên khung trang bị hiện có, chủ yếu là ở phần mềm. Thực tế, theo những gì đã được công bố, hệ thống radar LM2084, radar trinh sát điều khiển hỏa lực của tổ hợp Spider vốn ngay từ đầu đã có khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu khí động học như máy bay, tên lửa hành trình và mục tiêu đạn đạo. Đài LM2084 ngoài việc trang bị cho hệ thống phòng không Spider cũng được đặt lòng tin ở các hệ thống phòng thủ tên lửa như David Sting được đưa vào phục vụ trong quân đội Israel vào năm 2017. Thế nên, việc nâng cấp trên một nền tảng vốn đã tốt thì không quá khó khăn, thay đổi chủ yếu chắc là việc nâng cấp sâu phần mềm, đưa thêm tính năng mới, bắt hệ thống tối ưu cho nhiệm vụ mới. Về phần đạn tên lửa, có khả năng họ sẽ tối ưu hoặc là giữ nguyên tính năng vì tên lửa đánh chặn Derby tích hợp đầu dò radar chủ động có thể đối phó với các nhiệm vụ như đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật. Hiện nay, phiên bản Spider mà Việt Nam nhập khẩu được trang bị hai loại tên lửa bao gồm tên lửa đánh chặn Python 5 sử dụng đầu dò hồng ngoại kết hợp quang điện có khả năng khóa mục tiêu sau khi phóng với tầm bắn 15 km, độ cao tác xạ 9 km. Tên lửa đánh chặn Derby sử dụng đầu dò radar chủ động với khả năng bắn và quên tầm bắn 35 km, độ cao tác xạ 16 km. Chỉ có điều, thật sự hơi hoang mang với độ cao cũng như cự ly tác chiến của hệ thống tên lửa tầm trung như Spider đối với tên lửa đạn đạo chiến thuật nếu nó giữ nguyên như trên. Vì thực tế, việc đánh chặn tên lửa đạn đạo là điều không hề đơn giản, ngay cả với các hệ thống phòng không tầm xa như S-300, Patriot Pak-2, Pak-3. Ví dụ như hệ thống S-300 PMU-1 mà Việt Nam sở hữu, lâu nay chúng ta được biết tầm tác chiến tối đa của tên lửa lên tới 150 km, độ cao tác xạ từ 10m tới 27 km với đạn 48N6E. Giá mỗi quả đạn 48N6E, theo một số cựu chiến binh của lực lượng phòng không thì hiện nay bằng 2.000 tấn gạo thơm, hoặc 50 chiếc VinFast Lux A mới tinh, phiên bản chạy xăng, chưa có voucher giảm giá. Giá đắt, thành ra, kể từ năm 2003 tới nay, sau khi mua 2 tiểu đoàn, các đơn vị S-300 của Việt Nam hầu như chỉ tham gia diễn tập phóng giả, phóng điện tử thay vì phóng đạn thật. Do vậy, sớm muộn gì cũng phải bắn, bởi lẽ việc bắn thử còn là nhằm để kiểm tra chất lượng đạn khi mà chúng ta niêm cất tới gần 20 năm. Thực tế, đang có thông tin chưa thể kiểm chứng bằng hình ảnh về việc có vẻ như chúng ta vừa bắn thử S-300 tại Cam Ranh. Việc phóng ra biển là hợp lý nhất hiện nay, với tầm bắn cực đại 150 km, hiện thao trường trong đất liền của ta không thể phù hợp cho loại vũ khí này. Một anh bạn của kênh cho biết, đợt rồi phóng 2 quả, một quả bắn 80 cây, một quả 120 cây, hai đơn vị tham gia bắn. Theo tính năng thiết kế, tổ hợp S-300 PMU-1 trang bị đạn tên lửa 48N6E có khả năng đánh chặn mục tiêu hàng không, bao gồm máy bay, tên lửa hành trình trong vùng diệt từ 5 km tới 150 km, trong khi chỉ có thể đánh chặn mục tiêu tên lửa đạn đạo trong vùng diệt từ 5 km tới 40 km. Đây là các cự ly diệt mục tiêu trên lý thuyết.
Lý do tại sao cự ly tác chiến của F-300 với tên lửa đạn đạo lại thu ngắn tới vậy? Bởi lẽ, mục tiêu tên lửa đạn đạo tiếp cận ở pha cuối có tốc độ rất cao, nên thời cơ tiêu diệt mục tiêu của tổ hợp tên lửa phòng không trực ban rất ngắn. Kể từ thời điểm phát hiện loại mục tiêu này tới khi đạn được phóng lên, cự ly vùng diệt, trong đó đạn tên lửa đánh chặn, gặp mục tiêu tên lửa đạn đạo cần diệt, ngắn hơn nhiều lần cự ly vùng diệt thiết kế cho mục tiêu bay thông thường. Về mặt nguyên tắc đối với các hệ thống tên lửa phòng không, khi được tác chiến trong chế độ tự động chọn mục tiêu ưu tiên và được trang bị tổ hợp đài radar trinh sát chỉ thị mục tiêu, radar điều khiển có khả năng phát hiện mục tiêu phản xạ vô tuyến nhỏ và bay nhanh gấp nhiều lần vận tốc âm thanh, thì cự ly vùng diệt mục tiêu tên lửa đạn đạo sẽ tăng. Ngược lại, khi các yếu tố trên không được đáp ứng và khi tốc độ tên lửa đạn đạo ở pha cuối càng cao, thì cự ly vùng diệt tên lửa đạn đạo của tổ hợp sẽ giảm. Tổ hợp S-300P-1 có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo có tốc độ bay trong pha cuối tới 6.450 km/h, tương đương với Mach 5,4, tức là có thể diệt được các tên lửa đạn đạo chiến thuật và chiến thuật chiến dịch tiêu chuẩn của Liên Xô và Nga, hoặc tên lửa đạn đạo chiến trường tầm trung tiêu chuẩn NATO có cự ly phóng từ 1.200 km trở xuống. Trở lại với Spider, với tầm bắn tối đa của tên lửa đánh chặn Derby là 35 km, độ cao đánh chặn là 16 km đối với mục tiêu hàng không thông thường, e rằng phạm vi tác chiến với tên lửa đạn đạo sẽ ở mức thấp. Hiện chưa thể rõ được Israel tích hợp khả năng phòng thủ tên lửa cho Spider như thế nào, cụ thể ra sao, ít nhất là về mặt tham số. Hiện nay, Israel có phương án tên lửa không đối không IRBR tăng tầm lên đến 100 km. Nếu hạ phàm như người Anh trước đó, tên lửa Derby khi hạ phàm tầm bắn giảm từ 50 xuống 35 km, vậy thì với IRB, từ 100 có thể xuống 70 km, đấy cũng có thể là một cách. Nói chung, khó mà bàn được gì sâu hơn vào lúc này khi mọi thứ còn đang dừng ở quan hệ gán ghép, gợi ý từ nhà cung cấp vũ khí. Không loại trừ khả năng, khi phương án hoàn thiện 100%, họ có thể chính thức đặt vấn đề. Có thể nói, từ các cuộc xung đột chiến tranh gần đây, nhu cầu phòng thủ tên lửa ở các quốc gia đang tăng theo khi mà ngày càng ghi nhận việc các nước tham gia xung đột sử dụng rộng rãi các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật chiến dịch với tầm bắn 500 km trở xuống. So với tên lửa đạn đạo chiến thuật ngày xưa, thường bị coi là thiếu độ chính xác, thành ra chỉ phù hợp để hạ mục tiêu diện như thành phố đông dân, cơ sở công nghiệp. Thế nhưng, việc phát triển các hệ thống trinh sát dẫn đường hiện đại từ vũ trụ, các hệ thống trinh sát tích hợp cho phép cải thiện đáng kể độ chính xác của tên lửa đạn đạo chiến thuật. Không còn câu chuyện tên lửa Scud bắn lệch mục tiêu vài cây số, mà nay tên lửa đạn đạo chính xác trong bán kính dưới 10 m là chuyện không hiếm. Trong khi đó, so với tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo rất khó đánh chặn, kể cả với các hệ thống phòng không tầm trung, tầm cao, vì quỹ đạo bay, vì tốc độ bay, và nó mang lại một sức hủy diệt rất ghê gớm với đầu đạn nửa tấn tới 1 tấn. Nổ to lại có tốc độ rất cao, sức hủy diệt của nó cao hơn một quả tên lửa hành trình rất nhiều, kết hợp với độ chính xác tuyệt đối thì là quá tuyệt vời khi cần tiêu diệt một kho vũ khí hay một doanh trại quân đội. Thành ra, ngày càng chứng kiến việc quân đội các nước sử dụng tên lửa chiến thuật trong chiến tranh thông thường. Điển hình là cuộc chiến tranh Nga-Ukraine hiện nay, cả hai bên cùng sử dụng rộng rãi tên lửa đạn đạo như Iskander-M, Tokau. Tên lửa đạn đạo Tokau thời Liên Xô thậm chí có bán kính lệch mục tiêu tới 95 m, nhưng lại tỏ ra vô cùng hữu hiệu. Kể từ khi chiến tranh xảy ra, Ukraine đã sử dụng loại tên lửa này khá hiệu quả. Nhất là vụ ngày 24 tháng 3, họ đánh chìm một tàu đổ bộ 4.000 tấn của Hải quân Nga đang neo đậu ở cảng Berdyansk. Các quốc gia trên thế giới, nhất là khu vực Trung Đông tập trung đầu tư phát triển mạnh mẽ phân khúc tên lửa đạn đạo chiến thuật để đối phó với Mỹ và phương Tây. Nổi bật là Iran với hơn 11 loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn với cự ly từ 300 đến 1.000 km. Mặc dù thiếu công nghệ dẫn đường vệ tinh, nhưng độ chính xác của tên lửa Iran cũng khiến Mỹ bất ngờ. Nổi tiếng nhất là trận tập kích căn cứ không quân Al-Asad của quân đội Mỹ tại Iraq vào ngày 8 tháng 1 năm 2020 bằng 12 tên lửa đạn đạo chiến thuật nhằm trả đũa việc tình báo Mỹ ám sát chuẩn tướng Soleimani. Đây là cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo lớn nhất nhắm vào quân đội Mỹ trong khoảng 20 năm trở lại đây. Tuy nhiên, để tránh leo thang căng thẳng mà chỉ mang tính răn đe, Iran đã thông báo trước về vụ tập kích cho chính phủ Iraq, qua đó giúp lính Mỹ ở căn cứ này xuống hầm trú ẩn trước khi tên lửa đến nơi. Điều gây kinh ngạc, tên lửa đánh khá chính xác vào cơ sở hạ tầng căn cứ, và nếu như Iran muốn thẳng tay thì không có cơ hội sống sót cho lính Mỹ. Với Trung Quốc, anh hàng xóm lớn tuổi giàu có mà chơi không đẹp, nằm ngay cạnh Việt Nam ta, hiện nay họ có lực lượng tên lửa chiến lược được trang bị đầu đạn hạt nhân xếp nhất nhì thế giới. Tuy nhiên, việc sử dụng tên lửa hạt nhân với một quốc gia không có vũ khí hạt nhân là một điều cấm kỵ. Không những thế, với quốc gia ngay sát cạnh thì chắc chỉ có người tâm thần mới làm vậy. Thay vào đó, Trung Quốc hiện nay cũng đầu tư mạnh vào hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật dùng trong chiến tranh thông thường, ví dụ như xung đột Đài Loan. Họ có ít nhất 3 loại tên lửa chiến thuật trực chiến, bao gồm Đông Phong 11 tầm bắn 300-600 km, Đông Phong 12 có tầm bắn 400 km và Đông Phong 15 có tầm bắn 600-900 km. Nhờ việc xây dựng thành công hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu,
các tên lửa đạn đạo của Trung Quốc có độ chính xác cao với bán kính lệch mục tiêu khoảng 20-30 mét. Tóm lại, không ai mong muốn một cuộc chiến tranh có thể xảy ra và không ai mong muốn phải đối đầu với tên lửa đạn đạo. Chỉ có điều, như đã nói nhiều lần, muốn hòa bình thì phải chuẩn bị cho chiến tranh, luôn phải rèn quân, luyện quân, trang bị vũ khí hiện đại. Đó là một trong những cách tốt nhất để đối phương phải cân nhắc kỹ trước khi phát động chiến tranh. Bản tin tối ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ.